Xin chào mọi người, mình là Ly đến từ Mr. Online. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học phát âm tiếng Anh của cuốn sách Biscuit and the Hay. Đây là cuốn sách thứ hai nằm trong bộ I Can Read, chúng ta có thể dùng để học phonics rất là hiệu quả. Tựa đề của cuốn sách là Biscuit and the Hay. Từ đầu tiên, đó chính là tên của chú chó. Có hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên nhận trọng âm, chúng ta nâng giọng lên. Và âm tiết thứ hai, chúng ta học đọc với giọng thấp hơn. Biscuit. B-I-S-C-U-I-T. Biscuit. And. Âm A bẹt. Chúng ta nói âm A, tuy nhiên hàm dưới của chúng ta sẽ đưa về phía trước một chút, giống như khi mình nói âm E. Đây là khoảng giữa của âm A và âm E, thế nên mọi người cần chú ý để đặt khẩu hình cho thật đúng thì mình mới ra được âm thanh chuẩn xác ạ. A. A. Chúng ta cùng đánh vần. A. D. And. The. The. Phụ âm này chúng ta cần để lưỡi giữa hai hàm răng, sau đó đầu lưỡi hơi cong lên trên một chút cho mình the ra ngoài. The. Đánh vần ạ. The. A. The. Từ tiếp theo là từ có nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi này là nguyên âm kết hợp giữa E và I, thế nên mình cần đọc đủ cả hai nguyên âm. A. A. H. A. Hey. Biscuit and the hay. Câu đầu tiên. This way, biscuit. The. I. This. Giọng mình hết sức là thấp thôi. Âm này là âm y ngắn, thế nên là mình đọc thật nhanh và lướt, giọng thấp. This. W. A. Way. Biscuit. This way, biscuit. We can play at the farm today. Ở trong đây có từ can. Bình thường chúng ta đọc thì sẽ là nguyên âm A bẹt. Tuy nhiên đây không phải là trọng từ trong câu, thế nên mình cần giảm âm đi và đọc nó với âm là a. Can. We can play at the farm today. We. W. E. We. C. A. M. Can. Play. Pl. A. Play. Phụ âm đôi này khá là khó, thế nên mọi người cần chú ý hết sức khi đọc. Chúng ta chuẩn bị khẩu hình của âm p. Tuy nhiên khi bật luồng hơi ra thì chúng ta sẽ sử dụng cả dây thanh quản để tạo luôn âm L. Play. Pl. Pl. Đó. Play. At. Nguyên âm A bẹt. At. At. The. The. Farm. Mọi người có thấy mình cong lưỡi không ạ? Âm error ngay sau một nguyên âm nào đó thì mình đọc kết hợp cả nguyên âm và cong lưỡi của mình lên. Môi chu, má hóp, âm thanh đẩy sâu phía bên trong cổ họng. R. 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 Bây giờ mình để đánh vần cả từ này nhé. R. Farm. Tiếp theo, today. Nguyên âm âm tiết thứ hai sẽ nhận trọng âm, thế nên mình nhấn vào âm day. T. A. D. A. Today. Chúng ta đọc cả câu. We can play at the farm today. We can play at the farm today. Câu tiếp theo. Let's rake the hay. Let's là viết tắt của let us. Chúng ta sẽ đọc let's. Âm t đằng sau nó có một phụ âm thì chúng ta sẽ ngắt âm t đi. Và chúng ta đọc như sau. Let's. Mọi người có thấy mình ngắt một chút, sau đấy là mình mới ra ngoài đúng không ạ? Let's rake. R. A. Rake. The. The. H. A.
hay. Let's rake the hay. Ở đây chúng ta có từ rake. Rake. That's. Từ này là viết tắt của that is. The at. That's. Lại một lần nữa chúng ta sẽ ngắt âm t này đi. That's. Way. Chúng ta đọc cả câu. Rake. That's way. Tiếp theo là câu wait, stay, biscuit, stay. Đối với hai câu này chúng ta sẽ đọc với cái giọng gấp gáp và giống như là thúc giục chú chó vậy. Chờ đã, ở yên đấy, biscuit, ở yên đấy. Wait, stay, biscuit, stay. Wait, wait, stay, stay. Phụ âm đôi st chúng ta cần lưu ý chuẩn bị khẩu hình của âm s, sau đó mình t ra ngoài. Stay. Biscuit. Stay. Và bức tranh cuối cùng. Woof. Biscuit wants to play in the hay. Ở đây chúng ta có woof. Woof. Âm u ngắn là một âm hết sức là nhanh và lướt. Miệng mình thoải mái đúng không ạ? Hơi cũng ngắn thôi. Woof. Biscuit wants. Âm t đằng sau nó là một âm phụ âm là âm s, thế nên là mình sẽ chặn nó đi và chúng ta đọc là wants. Wants. T. Bình thường từ này chúng ta sẽ đọc là to. Tuy nhiên đây không phải là trọng từ trong câu, thế nên mình giảm âm đi, nó sẽ đọc là to. Play in. Nguyên âm ngắn âm i là cái nguyên âm mà hết sức giống âm i trong tiếng Việt, tuy nhiên nó sẽ ngắn hơn nhiều. I in. The the ha a hey. Chúng ta đọc lại cả câu nhé. Woof. Biscuit wants to play in the hay. Bây giờ mình sẽ đọc lại cả cuốn sách này để cho mọi người cùng theo dõi nhé. Hãy cố gắng luyện tập khi đọc ạ. Biscuit and the hay. This way, Biscuit. We can play at the farm today. Let's rake the hay. Rake, rake, rake. That's way. Wait, biscuit. I'm sorry. Wait, stay, biscuit, stay. Woof, biscuit wants to play in the hay. That's the end. Bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc và hy vọng rằng sẽ được gặp lại các bạn ở trong video lần sau. Bye bye.